Của ta lỡ va phải vào ánh mắt của mấy người rồi mai nghe loan tin. Ui con kìa, nhìn hư hỏng chưa kìa. Ừ đúng rồi. Đừng hình mất 5 giây, em có làm cái gì sai đâu mà mọi người bảo em vậy. Rồi à, đi chơi phải trang điểm, phủ vài lớp nền sương sương, đi qua mặt mấy hàng xóm thì lại trở thành như con đính liền. Tối dắt cháu đi dạo, em liền mặc ngay một chiếc áo xinh xinh, em còn mix thêm một quả quần đùi chấm bi cho cuộc đời thêm ngọt. Ui ra xem nhanh ăn mặc gì như giờ hời. Cũng cải tường đi ai hang chẳng đang hoang khí cả. Chào cô chào chú, con đến nhà chơi với bạn mình một chút. Này bác nói thật đây, bác thấy xong mình giống con thì chỉ có bước. Thôi cháu về đi, đừng làm con bác hư hỏng đủ đợt giống cháu nhá. Sao bác xong mày thì được mà cháu xong hình bác lại chê bai. Phải mượn rồi để được sẽ bày những điều bức xúc vốn khó. Em thề có cái bóng đèn em cay lắm, nó nói điêu làm chó. Trông nó kìa, hôm qua vừa tóc vàng, thế nhưng giờ đầu xanh lẻ lét luôn. Ăn chơi như này có ngày bạc nguyên, cãi bùng bầu về khoe bố mẹ. Mấy đứa vậy thường ngày ngày sắp sinh lên ba, chứ còn gì học hành gì đâu mấy con đấy. Im mồm hết được chưa, mấy con danh tuổi tôm lắm mồm, đừng để tao điên lên. Tao nhuộm tao màu tóc đấy vì thích vậy, tao xăm tao make up đấy vì thích vậy. Ngừng đánh giá về tao, đừng có mà phân bậy. Trong tao men tao đánh đá chẳng sao này, tao vẫn cứ rất ngoan ngoãn và biết điều. Chẳng biết điều thật không, hãy nói cho răng mồm. Thích thì cứ làm tới đấy làm sao nào, trông y như con điên ấy sao chẳng dè. Tao thế nào kệ tao, mày liên quan gì. Ừ thì đang bị điên đấy, giờ thích gì hay lâu không ai cho nói ngứa mồm à. U á u á u, đánh chết luôn bây giờ.